tiền khổ cháy tôi có ai hiểu mà. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhờ. Rồi, biến chào toàn thể anh em. Tech A6003 Thái Audio đang test để gửi cho khách hàng. Chiếc này đẹp xuất sắc, không chỗ chê luôn anh em. Mặt mũi là không có một vết chày, không lông chó lông mèo gì, đẹp lung linh. Một chiếc Tech A6003 đẹp lung linh kiểu như này ở bên Thái Audio có giá là 16 triệu và hiện tại đang đao xuống còn 15 triệu 500 ngàn anh em ha. Đây anh em này, sườn máy đẹp lung linh 7 màu ha. Đó, phải đẹp kiểu như thế này thì mới giá là 15 năm. Còn nếu mà đẹp ít hơn thì giá nó sẽ ít hơn anh em ha. Nội thất bên trong, motor, tụ, linh kiện, sườn máy gần như là đẹp xuất sắc, không lỗi lầm. Không hoen, không rỉ, không sét anh em ha. Hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết. Wow, có điện thoại, sorry anh em. Sorry, cái số này số 990, số quen. Tạm thời mình tắt máy để mình quay hết cái clip này đã ha. Mình đang quay bằng điện thoại. Đây, số CD này anh em này, 13326. Thì chiếc này là mình đã có khách ok, đã chốt hàng rồi. Và hiện tại bên mình còn tới 4-5 chiếc nữa, anh em cứ thoải mái lựa chọn. Đẹp xuất sắc kiểu như thế này thì giá là 15 triệu 500 ngàn. Còn nếu mà đẹp ít hơn thì giá nó sẽ ít hơn anh em ha. Tùy theo chiếc chứ không phải chiếc nào cũng có giá 15 triệu 500 đâu. Đó, hàng bên Thái Audio sẽ tháo ra và quay cho khách hàng để khách hàng biết là số series của mình bao nhiêu, đẹp như thế nào và giá bán là ra sao anh em ha. Chiếc này thì hoàn hảo không lỗi lầm, anh em có thể quan sát ha. Mặt mũi nó đẹp như mới luôn, nó đẹp đến như thế này cơ mà nhỉ. Mấy chục năm rồi mà mấy ông Tây giữ có những cái chiếc máy phải nói nó siêu đẹp anh em. Và anh em lưu ý cho mình là hàng đẹp thì có giá ở bên Thái Audio là 15 triệu 500 ngàn ha. Thì mình xin chào anh em tại đây đã. Chúc anh em nhiều sức khỏe để mình gọi lại cho khách hàng, bởi vì mình vừa có cái cuộc điện thoại. Bye bye anh em ha. Xin chào.